Hello, hola. Chào mừng các bạn đã quay lại với Strip Thầu FX. Hôm nay tiếp tục sang Europe các bạn nha. Kèo thuộc thể loại và testnet. Và đặc biệt con này anh em muốn tham gia tốn phí vẫn được ha. Nhưng mà tham gia re thì vẫn ok. Rồi, dự án muốn chia sẻ cho mọi người đến từ Rhizome. Đây là một layer 1 phát triển ở bên Cosmos, bên hệ Atom á ha. Để tham gia kèo thì sao? Thì bây giờ mình bước chút sơn tí của bạn. Rhizome này nó có thông báo là sẽ có Airdrop ha, sẽ có Airdrop cho những người tham gia testnet, cái thứ nhất. Cái thứ hai là có Airdrop cho những người gọi là đặt cọc cái đồng Atom ở trên cho cái pool của Rhizome. Thì bây giờ đối với những bạn mà có sẵn đồng Atom á, thì nếu mà không biết đặt cọc ở đâu á, thì ghé thằng Rhizome này đặt cọc ha. Chung dạo này rất là nhiều dự án các bạn, nhiều dự án ở bên mảng bên gọi là Airdrop cho những người đặt cọc Atom hoặc là tia này kia vân vân ha. Thì anh em giả sử có hold cái đồng Atom này á, thì thay vì để trên sàn có thể chia một số lượng ít vô ví để đi đặt cọc. Tất nhiên là không nên on in ha. Lý do tại sao? Lý do là ví cũng có thể bị hack, đúng không? Pool vẫn có thể bị hack và để trên sàn cũng có thể bị hack. Chỗ nào cũng bị hack hết thì giờ chia để mỗi mỗi nơi một ít các bạn. Rồi thì đây là cái trang để cho các bạn đặt cọc. Mình sử dụng ví Kepler thì mình xài thằng Kepler ha. Còn ai xài bên thằng ví Vep thì lấy ví Vep đặt cọc. Cả hai link đặt cọc mình có đặt sẵn ở phần mô tả luôn. Vô cái phần Start. À, lưu ý cái nữa, những bạn mới muốn tham gia thì tạo ví Kepler thôi ha. Hoặc là ví Vep. Vep quá vẹt á, thì mình cũng có để link luôn. Nói chung là sẽ hệ thống trình bày theo thứ tự rõ ràng cho mọi người tham khảo. Rồi vô phần Start nè. Sẽ tìm cái pool của thằng Rhizome, Rhizome. Copy cái tên nó cái này. Đây. Có không? Chọn code, anh em chọn cái thằng Cosmos Hub ha. Search mới ra. Đấy, bấm vào. Rồi đặt cọc bao nhiêu là tùy mọi người và có được snapshot đủ điều kiện Airdrop hay không là tùy dự án. Có thể là nhiều khi nó snapshot, bây giờ tôi đặt cọc 10 chẳng hạn. Nhưng mà nó snapshot vậy là 11 trở lên, đúng không? Dành cho những người mà đặt cọc 11 Atom trở lên thì tạch cái phần này ha. Nên bây giờ quyết định là để 10.1 đi, lỡ mà nó snapshot lớn hơn 10 cái thì cũng dính ha. Tại vì trên ví cũng còn có 10.3 thôi. Rồi start. Anh em lưu ý đối với đặt cọc Atom á thì tất cả các pool thông thường khi các bạn unstart á và không đặt cọc nữa thì khoảng 21 ngày cái đồng Atom các bạn mới có thể rút về ví ha. Nên em cân nhắc. Rồi bây giờ tôi đặt cọc xong rồi nè, bỏ đó, chừng nào có Airdrop tính sau. Bây giờ tham gia thử nghiệm testnet, tham gia cũng nhanh gọn đơn giản thôi. Đây là cái link của dự án chia sẻ file set. Tất nhiên rồi, khi các bạn tham gia thì tham gia thử nghiệm phải có đồng coin test ha. Góc trên bên phải màn hình các bạn kết nối ví Atom hoặc là web wallet tùy ý, Kepler hoặc là web wallet. Khi các bạn kết nối á, thì tự động cái địa chỉ ví của nó sẽ hiện ở tại cái trang file set, bấm request thôi. Trường hợp lỗi thì cứ bấm lại nhiều lần hoặc là cho boot lại trang qua được các bạn nha. Đây, cho boot lại nè, hồi nãy được một lần rồi đó. Đây, đó cái lúc mà nó bắn cái pháo hoa lên là bắn giấy lên mà đã thành công các bạn. Rồi bây giờ công việc của mình là gì? Trường hợp các bạn muốn kiểm tra đã thêm mạng vào ví hay chưa, đối với ví Kepler thì các bạn vào góc trái màn hình nè. Không, góc bên trái bấm vô Manager Change. Rồi dán cái địa chỉ ví thôi, dán cái địa chỉ mạng vào thôi, tìm được ha. Đây ví dụ giờ tôi tắt nè. Thì trên ví tôi không có hiện. Bây giờ tôi sẽ thêm lại. Đây, Manager Change. Dán vào, sau đó bật nó lên thôi. Save lại. Rồi trường hợp các bạn muốn copy ví thì làm cách nào? Sẵn để làm luôn đi ha, chứ nhiều bạn hổm rày mấy cái kèo mà khắc bia không biết cách copy ví luôn. Thì đây, tại cái ví Kepler của mình thì bạn bấm vào copy ha. Sau đó các bạn kéo xuống tìm địa chỉ ví muốn copy, ví dụ như ví tia hay là ví INZ nè, hoặc là cái ví bây giờ cần copy là gì? Rhizome chẳng hạn, đúng không? Đây, mỗi cái địa chỉ ví là khác nhau ha, mỗi mạng là địa chỉ khác nhau. Rồi tương tự vậy, sẵn ở đây nói về cái ví lab cũng đi. Lab qua lab. Bước này là dạng như nói thêm các bạn ha, để vỡ mấy bạn mới thắc mắc thôi.
Đối với ví laptop và bàn thì cái mạng á, nằm góc trên bên phải của cái ví. Đây các bạn kéo xuống. Giờ tôi dán tôi tìm thử cái mạng Ryzen có hay không. Không các bạn. Lý do tại sao chưa thêm mạng vào ví. Đúng không? Muốn thêm thì các bạn có thể thêm thủ công và add chain nè, add new chain hoặc là tìm cái trang để thêm. Bây giờ đối với kèo này đơn giản nhất là gì? Connect ví với cái trang của nó và tự thêm mạng vào. Ví dụ giờ tôi connect nè, tôi chọn ví laptop qua bạn. Approve. Đúng không? Rồi bây giờ mở ví web lên để coi thêm mạng vào ví hay chưa. Nghĩ là tự thêm rồi. Đây các bạn tự thêm luôn ha. Kết nối và tự thêm thôi. Rồi như vậy vấn đề ví và đã được giải quyết. Coi copy có khác không. Bên ví web và web thì dễ hơn ha. Dễ hơn. Mạng nó đưa sẵn lên trên đây luôn. Không? Đang kết nối mạng nào thì thao tác mạng đó. Địa chỉ ví có sẵn. Rồi rồi bây giờ đi vào phần testnet nè. Tại cái trang set ở phía trên thì các bạn thấy có những mục ví dụ như earn, swap, delegate, vote. Thì bây giờ thao tác hết cả 4 mục này, đúng không? 1 2 3 4. Mục mục portfolio và kiểm tra ra cái tài sản của mình thôi, không có gì hết. Token và những cái token mà nó hỗ trợ nên bỏ qua ha. Bây giờ lấy 4 cái này. Thứ nhất là lượm trước cái thằng swap đi. Đơn giản đúng không? Thì bây giờ trên ví của mình khi các bạn vòi sẽ có đồng USDC với lại cái đồng ga của bạn Ryzen. Thì bây giờ các bạn sẽ swap gì? Chuyển từ USDC sang cái đồng C-Luna. Bao nhiêu là tùy ý. C-Luna ha. Xác nhận trên ví. Xong. Đợi approve cái đó. Rồi mới swap được. Rồi approve và tự swap luôn các bạn. Tiếp đến từ USDC các bạn swap tiếp cho mình cái đồng C-DOT. Đồng DOT á. Lộn. C-Atom. Đây C-Atom ha. DOT là dĩ vãng này. Polkadot đúng không. Swap. Chương trình này là incentive testnet các bạn nha, và khuyến khích thử nghiệm ha, nên sẽ có error. Đặc biệt mấy cái layer ở bên thằng Cosmos á, layer 1 ở bên Cosmos á, là mình thấy khá ít FOMO. Nên anh em muốn tham gia RE thì tham gia những kèo như vậy nè, cơ hội error cao ha. Rồi đã swap xong, bây giờ tôi sẽ tiến sang cái mục earn để tiến hành đi đặt cọc thôi. Refract và ánh xạ ha, và phản chiếu ha. Bây giờ tại cái tab nó có 3 tab các bạn. Thứ nhất là C-Atom, C-Luna và C-Sim. Đáng lẽ hồi nãy swap thêm cái đồng C-Sim nữa ha. Nhưng thôi bỏ qua, làm hai bull được rồi. Bây giờ tôi có đồng C-Atom sẵn ở trên ví. Sẽ truy cập vô bất kỳ cái hàng nào để mình tiến hành đặt cọc thôi. Thì nó có những cái thời gian các bạn. Ví dụ như cái bull này là 31 tháng 3 mới kết thúc nè. Và kéo dài thời gian ra thì cái phần trăm á, bạn để cái phần trăm lợi nhuận. Các bạn cũng không nói cái này đâu, nhưng mà sẵn nói đi ha. Khi mà mainnet thì ông nào muốn chơi thì chơi, còn testnet các bạn chọn bull nào cũng được, đúng không? Có nghĩa là cái bull khi các bạn đặt cọc càng dài á thì cái lợi nhuận càng cao. Vậy thôi, bây giờ tôi chọn cái bull đầu tiên nè. Thích thì quất luôn 4 bull luôn cũng được. Bây giờ đặt cọc bao nhiêu? Tối đa luôn đi. Swap. Tại đây các bạn nó sẽ làm gì? Nó chuyển cái đồng C Atom của các bạn sang cái đồng B Atom. Cũng là bản chất là bằng với đồng Atom thôi, nhưng mà vấn đề là cái ký hiệu của nó thôi các bạn ha. Giống như cái đồng canh tác chẳng hạn, Y Atom mới là đồng canh tác, còn B Atom này chắc là tài sản chính quá. Thôi bây giờ 50% thôi các bạn, 0.1 thôi ha, để họ tôi thực hiện thêm tính năng may coi nó là gì. Swap. Approve. Rồi bây giờ sẽ qua cái tab mai nè, đúc. À, cái tab mai này và nó sẽ đúc từ cái đồng C Atom sang hai cái đồng, thứ nhất là B Atom là tài sản chính và đồng Atom chính ha, cái thứ hai nữa là Y Atom là gieo Atom và cái đồng để canh tác, thì tỷ lệ cũng là bằng cái đồng Atom thôi. Rồi còn nhiêu mút hết. Xác nhận trên ví. Xong. Rồi tiếp tục như vậy. Và cách làm tương tự các bạn ha. Các bạn làm cho C Atom hoặc là C Sim gì đó tùy ý các bạn. Đây.
có unstart gì hay không? Bây giờ nếu mà cho may ngược lại được không? Không hả? Squat ngược lại được không? Được các bạn. Rồi vậy ha. Bây giờ từ đồng B atom thứ đây đi sang hai đồng kia thứ được hay không? Không hả? Vậy là phải nếu mà giả sử muốn unstat á, đi về bảy C atom á, thì sẽ sử dụng tính năng swap các bạn nha. Đây. Ha. Rồi nó vậy thôi. Bây giờ tiếp tục tôi sẽ quay về với cái tính năng liquid thêm thanh khoản nè. Thêm cái đồng nào với đồng nào? Thêm cái đồng atom với lại C atom. Nhưng mà vừa nãy lỡ xài hết cái đồng C atom này sao? Thì phải đi swap lại hả? Accept bond. Rồi được các bạn chỉ cần cái đồng atom này các bạn đưa trực tiếp qua thôi. Approve. Tự động nó sẽ chia tiền qua, phải không? Này là thêm thanh khoản á. Rồi bây giờ coi như xong hết tính năng này ha, quay đi về trang chủ nè, swap tôi chơi rồi, earn tôi chơi rồi, bây giờ tiến hành đi delegate. Và giống như đi đặt cọc đó các bạn, đi ủy thác đó, cho những cái trình xác thực, đúng không? Thì giờ delegate cái đồng nào? Đồng reason. Thì bây giờ ở phía dưới các bạn chọn cái bool mà các bạn muốn đặt cọc. Tương tự như hồi nãy mình đi đặt cọc cái đồng atom vô cái bool reason chẳng hạn. Thì bây giờ reason là một cái layer 1. Thì trên cái layer 1 nó có nhiều cái trình xác thực, đúng không? Bây giờ các bạn chọn một cái trình nào đó bất kỳ. Ví dụ tôi chọn mutu này đi ha. Đặt cọc một đồng. Start. Xác nhận trên ví và xong. Đặt cọc thì sẽ có lợi nhuận 20% nè. Lưu ý đang thao tác ở trên testnet hoàn toàn miễn phí ha, chỉ có cái bước đầu đi đặt cọc cái đồng atom á và đặt cọc mạng mainnet thôi. Nhưng mà ai thích thì đặt cọc và không thích thì bỏ qua. Rồi như vậy đặt cọc xong các bạn, delegate xong các bạn. Vậy bây giờ quyền lợi của delegate là gì? Là các bạn sẽ nhận được cái lợi nhuận ha. Cái thứ nhất, cái thứ hai gọi là đi quyền biểu quyết thì các bạn sẽ truy cập vô một vote để tiến hành vote. Đây các bạn. Reject à, này thực thi rồi. In row set nè. Ha, truy cập vô một in row set để tiến hành đi vote. Mà hiện tại trong cái phần tiến trình đang chạy nó sẽ không không có bài nào cần vote thì các bạn bỏ qua ha. Sắp tới thỉnh thoảng quay lại kiểm tra. Nếu mà nó có cái đề xuất gì đó nhờ cộng đồng biểu quyết á, cộng đồng like và những người đặt cọc cái đồng Wisdom này nè thì các bạn tiến hành biểu quyết ha, yes or no gì đó tùy ý các mọi người. Rồi như vậy thôi, kèo rất là đơn giản, không có gì phức tạp hết. Anh em tham gia trong quá trình thao tác còn vấn đề gì nữa thì để vào comment. Với lại để một lát nữa mình trước khi đăng video này mình sẽ bước ở trên Twitter thử xem nó có yêu cầu để về feedback thì kia hay không ha. Có không nhỉ? Có feedback thì mình sẽ để bên để cho mọi người feedback. Rồi cái đó để bác tôi tìm sao đi. Còn trường hợp mà nó không cần feedback gì thì anh em cứ làm thử nghiệm bình thường như nãy giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Còn vấn đề gì nữa thì để lại comment các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.